Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá mít Thái sáng nay, ngày 23 tháng 2 năm 2023. Thưa các bạn, giá mít Thái hôm nay chạm mốc 40.000 đồng 1 kg. Ghi nhận sáng nay, giá mít Thái hôm nay ngày 23 tháng 2 tăng 3.000 đồng trên 1 kg, khiến các thương lái và vựa bất ngờ. Cụ thể, giá mít tăng 3.000 đồng trên 1 kg so với ngày hôm qua. Mức giá này chỉ có ở những vựa lớn và các vựa nhỏ hay còn gọi là vựa con thì mua thấp hơn. Ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang, một số vựa lớn báo giá thu mua mít nhất là 40.000 đồng 1 kg, mít nhì 30.000 đồng 1 kg, mít kem lớn 35.000 đồng 1 kg, mít kem nhỏ 25.000 đồng 1 kg, mít kem rớt lớn 31.000 đồng 1 kg và mít kem rớt nhỏ 21.000 đồng 1 kg. Các thương lái và vườn thì thu mua thấp hơn 2.000 đồng 1 kg, với mít nhất là 38.000 đồng 1 kg, mít nhì 28.000 đồng 1 kg, mít kem lớn 32.000 đồng 1 kg, mít kem nhỏ 23.000 đồng 1 kg, mít kem rất lớn 29.000 đồng 1 kg và mít kem rất nhỏ là 19.000 đồng 1 kg. Cũng như giá mít Thái ở tỉnh Tiền Giang, tại các địa phương khác thuộc đồng bằng sông Cửu Long như Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Long An và Cần Thơ, giá mít Thái cũng tăng 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Ở những địa phương này, các vựa lớn thu mua mít Thái mít nhất là từ 38 đến 39.000 đồng 1 kg, mít nhì từ 28 đến 29.000 đồng 1 kg, giá mít kem lớn là 34.000 đồng 1 kg, mít kem nhỏ 24.000 đồng 1 kg, mít kem rớt 30.000 đồng 1 kg và mít kem rớt nhỏ 20.000 đồng 1 kg. Về phía thương lái và vườn và thu mua, mít nhất là 37.000 đồng, mít nhì 27.000 đồng 1 kg, mít kem lớn 32.000 đồng 1 kg, mít kem nhỏ 22.000 đồng 1 kg. Mít kem rất lớn 28.000 đồng 1 kg và mít kem rất nhỏ là 18.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, hiện nay giá mít tăng cao và đạt mức 40.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, theo chia sẻ của người dân, các vựa báo giá mua mít nhất giá cao tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khi thương lái đến vườn cắt và chỉ mua loại mít kem, trong đó trái mít đẹp, mua loại kem lớn với giá 35.000 đồng 1 kg. Liên quan đến vấn đề này, một số thương lái cho biết, hiện nay thì rất ít vựa mua loại mít nhất. Trái mít tốt nhất, đẹp nhất cũng được các vựa mua mít kem lớn. Do vậy, thương lái không thể vào vườn mua loại mít nhất và ra vựa bán loại mít kem lớn được, sẽ lỗ nặng bởi hai loại này cách nhau 5.000 đồng 1 kg. Cũng có thể nói, hiện chỉ có thương lái mua rồi bán lại cho vựa lớn, có mua loại mít nhất mới vào vườn mua loại này. Theo tìm hiểu, tiêu chuẩn mít nhất được các thương lái và vựa mua là trái tròn đều, da xanh, múi to, ít hạt và đặc biệt là múi lên màu. Không phải thương lái thích mua loại nào là mua loại đó, tất cả đều phụ thuộc vào vựa thu mua, tức vựa mua loại nào, tiêu chuẩn ra sao, thì thương lái phải mua theo loại đó và tiêu chuẩn như vậy. Anh Huỳnh Văn Lưu, thương lái mua mít Thái ở huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá mít Thái hôm nay ngày 23 tháng 2. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.